Tuyết Kha biết không, trong quá khứ, Tu Lịch từng là một dòng sông trong xanh, thậm chí trẻ nhỏ còn có thể tắm được. Nếu có thể trở lại như xưa, chắc chắn con sông sẽ tạo ra một cảnh quan rất đẹp cho thủ đô. Đó là mơ ước của rất nhiều người Hà Nội và cũng là nỗi đau đáu của nhiều nhà khoa học, nhà môi trường ở nước ta thời gian qua. Dân bắt đầu bị ô nhiễm vào khoảng những năm 90, sông Tu Lịch tưởng chừng đã trở thành một con sông chết vì tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Nước sông thường xuyên bốc mùi hôi thối, đặc biệt là vào những ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm như vừa qua. Và vào tuần trước, một dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Bionano Nhật Bản đã chính thức được khởi động. Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện được môi trường, giảm ô nhiễm tại sông Tô Lịch. Sau 3 ngày áp dụng công nghệ Nano Bio trong xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch, chiều qua, Viện Công nghệ Môi trường đã tiến hành lấy mẫu để phân tích chất lượng nước tại đây. Trước mắt, nhiều người dân tại đây cảm nhận rõ là góc sông này đã hạn chế bốc mùi hôi thối. Trước đây nước sông nó rất đen và bẩn, dòng sông nó nhiều giờ nhiều bùn. Từ hôm làm xong cái máy này thì thấy nó sạch và trong. Mà đặt là không thấy có mùi, không thấy cái mùi nó sông nữa cháu ạ. Ai cũng mà bác ra hàng nước ngồi ai cũng nói là mùi nó không có mùi nữa, rất là thoáng. Theo các chuyên gia, hiện nay sông Tô Lịch đang tồn tại 3 vấn đề chính. Đó là mùi hôi thối, lớp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông. Tuy nhiên, với công nghệ này, các chuyên gia Nhật Bản khẳng định sẽ xử lý được triệt để các vấn đề trên. Theo dự kiến, việc thí điểm này sẽ được tiến hành trong 2 tháng và phía Nhật Bản hỗ trợ toàn chi phí trong quá trình này. Sau đó, các bên sẽ tổng hợp kết quả và quyết định có tiếp tục thực hiện nhân rộng dự án này hay không.